Cái này thì không cần dưỡng bệnh tại vì nó quá đơn giản ha. Nhìn qua bình bác sĩ lấy mỡ cho mình nhé. Dạ, mình sẽ nhìn vô bình này để mình bác lấy mỡ cho chị nha. Lý do tại sao mình biết đến cái công nghệ Libon cho sao tại bệnh viện thẩm mỹ Giang Hu chị? À, mình coi trên Facebook hả? Mình có theo dõi bác lâu chưa chị? Lâu rồi hả? Khoảng bao lâu rồi? Mấy tháng luôn ha, tìm hiểu phải kỹ đúng không chị? Dạ. Thì hiện tại bác đang lấy mỡ ra, chị có cảm thấy đau hay khó chịu gì không? À, giống như trên quảng cáo ha. Yeah, không đau gì hết đó. Mình có đoán được là với dáng bụng của mình thì bác sẽ lấy được bao nhiêu mỡ không chị? Ừ. Mình nhìn được khoảng bao nhiêu mỡ chị? Được là khoảng 2,6 mỡ đó ha. Thì bây giờ bác sẽ dùng máy siêu âm để siêu âm lại xem cái mô mỡ của mình nó giảm được khoảng bao nhiêu xuống nha chị nha. Rồi, ok. Đây, rồi mình không đau gì hết đúng không chị? Mình Mỡ của mình á chị. Dạ. Bác mở máy trước đi bác. Em kết nối trước. Ra ngoài lấy gel vô. Rồi. Tại bệnh viện thẩm mỹ Giang Hồ thì sau khi mà chúng ta làm giảm mỡ xong thì chúng ta sẽ được bác sĩ siêu âm để kiểm tra xem mô mỡ luôn nha. Đây. Hai lít sáu mỡ nhiều ha chị ha. Mà hiện tại chị thấy tình trạng sức khỏe mình sao rồi ạ? Bình thường hết đúng không nè? Rồi đây chị nhìn qua bên này thì cùng bác xem nè, kiểm tra xem. Nó không cần nhìn đâu, em nhìn có biết gì đâu. Này bác sĩ kiểm tra sau khi lấy mỡ cho em nhé. Biết mà làm nó nhẹ vậy là em đi làm lâu rồi. Em sợ, không có Làm dám như đi. khách hàng nào tới gặp bác sĩ cũng nói cái câu với em nghĩa là trước làm thì rất là lo, sau làm thì nó quá nhẹ nhàng ha. Trước giờ mình có tham khảo cái phương pháp nào giảm mỡ chưa chị? Cũng có xem nhiều nhưng mà mình cảm thấy nó không có đáng tin cậy á. Mình Mình không có trải nghiệm cái phương pháp giảm mỡ nào chưa? trước đây là mình có tiêm tinh chất ở bên Korea nhưng mà mình tiêm mình thấy không có hiệu quả, mình không có làm. Bao nhiêu tiền? Đợt đó làm cũng mấy chục triệu á. So với tiêm tinh chất với cả lần này mình sử dụng lấy mỡ ra luôn á thì chị thấy công nghệ nào nó không đau nhỉ chị? Cái này nó tốt hơn nhiều. Này nó tốt hơn ha. Rồi bây giờ em sẽ cho chị soi gương xem là cái dáng bụng của mình nó cải thiện như nào ha. Đây mình nhìn vô gương nè. Nhìn thấy không chị? Đó, đó cái phần bụng của mình ha. Bác đã sử dụng cái sóng đánh để lấy hết mỡ ra ngoài rồi. Đó, cho nên là tạo cho mình cái độ eo này cũng như giảm hết phần mỡ bụng trên và bụng dưới của mình luôn ha. Thì giờ em sẽ cho chị xem cái hình bụng của mình trước khi làm và mình so sánh cái góc nghiêng xem là cái bụng của mình sau khi làm xong thì sẽ cải thiện như nào nhé. Bởi vì mình sử dụng cái sóng Libo mình đánh lên vùng da cho nên là nó sẽ hơi ửng đỏ một chút xíu thôi nha chị nha. Về nhà từ nó sẽ hết thì không sao hết ha. Đó. Đây giờ em cho chị. Đây, mình cũng xem cái dáng bụng trước của mình đang gặp vấn đề là cái thứ nhất là mỡ bụng rất là nhiều xung quanh vùng bụng ha chị ha. Đó, sau đó là phần bụng dưới nó tập trung mỡ cho nên nó tạo cho mình một cái ngấn phía với cái bụng dưới không chị. Cái ngấn như này á thì khi mà chúng ta mặc đồ này hay là sinh hoạt thì nó sẽ hơi mất tự tin ha chị ha. Đó, bởi vì bụng mà bự á thì khi mà chúng ta giảm mỡ xong á thì chúng ta sẽ mặc đồ nó đẹp hơn này. Đó, nhìn tự tin hơn này, nhất là diện quần jean thì sẽ không bị lộ phần bụng dưới của mình ha. Đó.
Biết giờ đi làm sớm. Biết giờ làm sớm đúng rồi, hầu như khách hàng nào khi mà trải nghiệm tại cái trải nghiệm cái dịch vụ này tại bệnh viện thẩm mỹ Giang Hồ xong cũng đều nói vậy hết. Tại vì khi mà mình chưa biết đến cái dịch vụ này thì mình cứ nghĩ là nó rất là đau hay là nó gì đó đúng không? Mình lo lắng, mình hồi hộp này. Nhưng khi mà mình trải nghiệm xong rồi giống như chị với chị cảm thấy sao? Nó rất là nhẹ nhàng luôn, không đau gì hết mà nó lại cải thiện luôn cái dáng bụng của mình tức thì, nó không mất thời gian chờ đợi hay nghỉ dưỡng gì luôn ha. Đó, chúng ta sẽ cùng quay góc nghiêng nha. Này về cho bà chị mới đi được rồi. Ừ, mình có bà chị nữa hả? Có, bà kêu mình làm trước rồi bà mới làm sau. Giống cho mình đi trải nghiệm thử nghiệm trước ha, tốt thì mới làm đúng không? Rồi chị có chia sẻ gì không, chia sẻ gì cho chị của chị để xíu nữa về gửi cái video này cho chị nghe không? Chị mạnh dạn đi làm đi, không có sao Ừ, mạnh dạn đi làm thì không sao hết, em làm rồi đây nè ha. Để xíu các bạn sẽ gửi hết cái video này qua cho chị.